chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Sáng Mến với Kha cũng phát hiện được cái ổ nấm mối á. Ủa, ổ nấm mối rồi mình đi phát hiện được ổ ông anh đưa gì vậy? Nói chung là nay kịch nay là nó y chang cái năm rồi luôn ha. Mình đổi chỗ một chút thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi đốt nó, tại vì để nó cũng nguy hiểm quá. Mà cái ổ ông này đóng hồi bao lâu mình đâu thấy, không biết thôi. Không biết, không để ý nữa. Mình cũng bự rồi. Cao không? Cao. Cao không? Cao, cao. 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 Để mình nhét cái dẻ vô nè. Năm rồi tôi bị dí, không biết năm nay sao. Năm rồi là do bật đèn sớm quá, ông ngựa ngựa chứ ai. Ta từ từ, ta đốt xong ta bật đèn. Muốn yên tâm nó thì đốt thêm bó dự phòng nữa. Không, mình đốt thêm bó dự phòng đi Khai cho chắc. Khi mà mình đốt đốt rồi mình thật xuống rồi á. Nhát thì thêm bó dự phòng nữa. Ở đây cao hơn mỗi lần một lần nhiều không? Cao hơn. Thì gần đỡ vô coi. Anh này mà phải kỹ. Giọng cho nó bằng cái đầu ha. Cũng được, không được bằng. Đây là. Thì nhét vô. Mèo. Ngoan lắm á. Giờ nó vậy không biết muốn nó phá không. Không biết ông này mà thấy bự vậy mà không biết trong con sao ha. Năm rồi con ghèo ghê. Năm rồi nấu cháo ăn đã. Năm nay cũng nhiều. Nếu có mình cũng nấu cháo ha. Ông mà chỉ nấu cháo thôi. Nấu cháo thì đâu làm gì. Nó chừng nó nhiều 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 quá nó nhiễu xuống nó vô tay rồi. Không. Mình đưa mà phải mình đưa phương thẳng đứng đâu, mình đưa xéo. Tao thấy cái vợ cao quá. Rồi thấy giật mình luôn á. À, bỏ đốt này xong, nó tọc. Xong rồi cũng ăn nấm xong rồi tự nhiên cứ ăn rồi có ông rồi dễ, hôm nay cũng vậy anh ta. Còn cái phần bích này cho nó cứng lại mới được. Giờ tối là chuẩn bị đi được luôn rồi đó. Tại vô mình còn làm mình mặn lâu lắm. Sạch tối là mình đốt được rồi. Đại cho cứng cái đó đi, ngay chỗ cây này mình thọc cái cây vô nè. Nó rớt đốt á. Hàng mèo. À, chuẩn bị. Lên được. Lên được. Nay có tôi bạn với chú thôi phải không? Ờ. Có nhỏ cháu mà nó chưa lại. Nhưng mà không dám ra đâu. Không dám ra đâu, không biết chờ cũng đi không, rủ không có đi không, không đi. Đi không chú? Đi à? Không đi hả? À? Đi không? Tước đi. Tước đi, tước không? Ấm ít dầu lửa vô đây nha mọi người. Cho anh trai. Cái này ông thấy lửa nó bay vô à? Cũng lạ vậy á. Nó là cây dừa đó là 2 năm liền nó dính nó ông bu. Không, 5 năm rồi là cái kia. Không, cái cây đó tôi đốt rồi một lần luôn. Thì năm trước nữa. Tôi đốt rồi một lần rồi. Tôi với anh tôi đốt. Tắm cái đầu cây này luôn nha. Mà không được, ông đốt bằng xăng, ông tắm nhiều quá. Trái luôn cây dừa. Trái luôn cây dừa. Cây dừa đó không thì nó mới lên trái lại. Không đốt lên trái lên tới bẹ luôn. Nay tôi bạn đốt nữa. Thiệt xui cho nó. Đây. Đi. Rồi, đi. Vậy đi ra ngoài chắc phải tắt đèn quá ha. Đi gần tới hả ta? Ủa chú đâu à? Chú đi sao quá? Sao? Đi sao? Sao không chú em? Sao chứ? Còn hai chú đó. Đó, đó. Mình chưa bắt hết, bị giãn rồi. Đó giãn không được. Thấy không chú em? Thấy rồi. Thôi tắt đèn nó bay ra. Đèn nó hẹn xuống. Tắt đèn nha mọi người.
giờ từ giờ thôi mọi người thông cảm hơi tối chút xíu nha. Tới em tắt đèn đó đi tụi em. Hạ đèn xuống cho ta cột này cũng được nữa. Người quay thấp thôi. Giờ phải có đèn có thu như vậy nè. Hơi lỏng rồi vậy. Hơi lỏng hả? Cậu cho tôi kỹ nha. Tâm. Cậu đi ngay giữa á. Cũng kéo tâm giữa thì hiệp chứ. Tôi né ra ngoài rồi như năm rồi đúng không? Né ra ngoài nó dí đó. Thôi nó vậy kỳ vậy. Đứng sát cho ông không có dí. Hả? Đứng sát cho ông không có dí. Tài loại ông nói vậy. Thôi đừng ổng. Đúng rồi, đúng tại chỗ rồi, hết dí rồi. Nhỏ này phát đuôi linh tinh mày. Rồi chưa? Rồi. Lên lửa nha. Tắt đèn nha. Cố lên, cao quá vậy. Cao quá. Đốt cho nó nóng quá, đốt ấy ngoài đi, chết ngoài đi Kha. Đâu có đèn đỏ đầu đâu, đỏ đèn. Sao không thấy con nào bay đá trơn kỳ vậy? Tắt đèn nha. Không, để tôi hạ là bên kia xuống luôn nè. Có gì lót dưới không? Kiếm tao ra chuối lót dưới đi Kha. Đó, đó. Con lấy gì con dập cái đó được không tụi em? Để họ nó cháy tụi em. Tôi sợ không rớt con đá. Thì cái thao qua đập á. Thao nói gì? Rất mừng. Rất mừng không? Dưới tờ vừa rồi. Không có này gì lót hả? Không phải, đây cái miếng dừa. Ừ, đâu phải không? Cái miếng dừa ở dưới khác. Tới không? Hồi quá, hay quá trời. Để vô trong. Con địch chết sạch. Hả? Con địch chết sạch. Sạch đâu? Sạch. Coi chừng nha. Rồi lượm vô thứ này. Có rớt dưới không Kha? Nhóc luôn. Rớt vô mình lượm. Ủa đi gãy ra chơi rồi. Hết rồi, chết hết rồi. Được thảo của em. Cái này còn gì đâu lấy thảo.
Mà kệ đấy luôn rồi, đợi đi, cầm đợi đi. Đây, đem đây. Em này đem là lùm mấy cái này. Ủa, đất ở ngoài kìa. Ủa vậy? Lùm vô. Mấy kia nãy có đất không? Có. Ông già đâu có lùm bỏ ngâm ruộng kìa. Ờ đốt. Đốt mà giờ nó còn nóng nè. Mấy thằng nó ngon á. Nhiều lắm. Đó đó đó, đó. Tôi bẻ. Tôi móc qua đây đâu sợ. Trời ơi, đất trơn ngủ không? Đất quá trời vậy. Lượm lượm đất, lượm đất. Mấy này nguyên nguyên. Tôi em ơi. Lượm 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 tôi em. Trời mang kiến nhanh ghê ta. Lượm ông già luôn ha. Già chắc bỏ mà. Bỏ hả? Ừ. Không ngâm rượu hả? Không rượu uống trị nhất rượu hay lắm á. Sao kiến không vậy? Kiến hay ghê. Không, kiến đâu ổ quá vậy thôi. Đụng nghe ổ. Rớt nghe ổ kiến. Lẹ lẹ lẹ, kiến cắn, kiến cắn. Lẹ 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 lẹ. Rớt nghe ổ kiến á. Ổ kiến này trúng mồi. Thôi bỏ thôi, nhiều dễ không à. Kiến cắn, kiến cắn. Ra 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 ra. Được rồi. Nghe ổ kiến. Nghe ổ kiến, kiến cắn, kiến cắn. Thôi, vô cả nhà ơi. Bên đây còn không? Hết rồi. Bỏ hả? Ừ. Còn kiến còn cái à? Cây, cái cây. Cây bỏ đại. Mời tôi dắt vô, cầm đi, cầm con dắt cây vô. Thôi, tôi vô thôi mọi người. Đó, đây là một thau luôn nè. Đây, đây, đây. Hình như ít hơn năm rồi ha. Ít hơn. Đây, vô. Thành công. Giờ vô mình mặn nó mới cực nè, nó mới lâu nè. Mặn nó mới lâu thôi chứ. Mày đốt lấy mình vậy. Sau này con ít thế không thấy bay ra con nào trơn ta. Ừ, con ít này ấy không. Cái con ít như là cái nhộng nó mới nhiều. Ừ. Bạn nói con nhiều là nó ít nó thành ấy hết à. Năm rồi nhớ không? Trời bắt con đó con mà con già á. Quá trời luôn. Năm nay con già ít. Con già ít thì nhộng nhiều. Được. Năm 3, nay con già thấy có mấy con à? 3 4 4 tầng. Cái này là mình để khoảng chừng nửa tháng nữa ông bạn. Bạn thấy hết hồn luôn á. Nửa tháng nữa tôi nghĩ không còn mưa nè, gió nè, nó tới vào vô nó rụng. Nó rớt xuống quá. Nó thiều qua nó rớt liền à. Nó rớt xuống mình không thấy đi ra bờ, thấy bà luôn. Đã ghê mọi người. Rồi bây giờ cây mánh sẽ lấy cái phần nhộng ông này ra nha. Rồi bắt đầu mình làm. Này chứ mình gỡ đại vô nó đi ha. Rồi lại, mình rửa lại bắt đầu mới làm. Không có. Điện thoại cái hả? Cái này nè, cái phần ong mà nó sạch như thế này nè, nó không có màu đen á, là bỏ riêng phải không? Là bỏ riêng một bên. Mẹ, mẹ, hỏi bà, sao? Ong nó bị ba chú hai đốt chết rồi nè. Còn ong mà có đường ruột đen này là nó chuẩn bị thành con ngang nhộng rồi á, nên nó hơi dơ phải không? Hơi dơ, phải làm lại. Còn cái ong này phải bỏ riêng. Mấy con này chắc dơ hết rồi quá, lấy mình lợp nó ngoài luôn. Mớ bảo á đi. Ừ. Mớ bảo á. Tính tổ làm công phu ha. Ông gì á mớ. Con sống. Con trùng. Con nhộng của ông con. Ở đâu gì á? Con ăn không? Con nhộng gì vậy? Ừ. Ông bỏ con nhộng rồi. Con này có ông con nè. Nhìn đẹp đi ghê mọi người. Đóng kỹ xảo, trong đây còn con ông già nè. Kỹ xảo ghê không? Mấy cái đầu này là có con hết nè. Cổ con kha bự hơn nữa kìa. Nó nhiều ha. Ừ. Cái da đầu nó ấy ghê, nó bích chịch nó cứng nhất à. Cái con này mần mới cực nè, phải rút ruột cho tụi con nha mọi người. Đầy đủ nó còn bị dơ nè. Nó bị đen á. Nên phải rút ruột cho tụi con. Cái này có con nào không? Không nè. Con nhỏ xíu à. Cái này chắc không được ha. Con nó vừa rút ra không còn gì hết. Ừ, nhà trong đây nó có mấy con bự. Con được con bự. Tính ra như này mà nó nở ra biết bao nhiêu con ha. Như này là chưa có nở được số nào nhiều nè. Nó mới có đóng vừa làm con à. Cái này mà nở ra cái rồi thôi. Biết nhiều nói. Té nó xì rồi. Nhưng mà nó có được số lượng bao nhiêu nó sẽ tách bài à. Ừ.
sẽ tách bài làm đi bài khác, làm bài khác chứ nó không được nhiều, thì nó chỉ còn tầm 5-6 tầng là dữ lắm, nó tẻ bài. Nhưng mà như nó cũng có tuổi thọ nữa vậy. Tuổi thọ nó gặp lửa rồi nó đi à. Thôi gì đúng rồi ha. Này được ăn cháo cháu ông nữa nè. Năm rồi cũng được ăn cháu em, cháu ông. Nhưng mà năm nay mình đang không trễ. Đúng không? Mấy nay tôi đi có đi xuống bào mà tôi không có để ý. Nó bịt cái đầu hay quá. Cứ ngắt ha. Cứ ngắt luôn. Ừ, con này cái này già nè. Mà ăn được mà không sao. Lại đi. Kéo con này lắm. Con này nó chưa cắn được người ta thôi. Đúng rồi. Nãy giờ cái nửa tiếng hậu hơn. Lâu quá. Lâu ghê luôn. Món này ăn ngon nhưng mà nó hơi cực. Con này đâm phải mần lại nè. Đúng rồi, cái phần này đi rửa sạch nè. Đi rửa sạch mình thử thôi. Chưa tới chút xíu nữa. Cái này phải rang lửa nhỏ nhỏ chứ rang áp quá. Một lon hả các bạn? Dạ. Nhìn nè. Gì vậy? Sao tới rồi? Cứ bấm vậy nè. Trời ơi. Rồi xong nè mọi người ơi. Đây là phần dơ của trong bụng con nhộng nè. Này là kêu bằng tinh tí đó hả? Lúc trước có mọi người nói đây là tinh tí, không biết nghĩ sao cái này mà ăn được rồi. Rồi cái này là tụi mình sẽ đi rửa sạch, nhưng mà chế biến nó. Cái này là mình rửa rồi, còn cái này giờ mình chỉ rửa này thôi. Cái này nè, mình chỉ rửa này thôi. Rồi, đi bỏ nè. Mẹ bị ai ý vợ mẹ. Ê. Cái phần mà nhộng sạch á nhiều hơn cái nhộng mà nhờ mần. Ừ. Tại cái này đa số cái tổ này nó còn non à. Ừ. Non nhiều hơn. Đây gạo rang rồi. Chuẩn bị bắt lên à. Khử mấy này. Khử mấy là con này nó phù lên đã lắm. Cũng chảy sao nằm trong đó hết mà ha. Ừ. Mà cũng đổi cháo hết mà không sao. Cái phần này nó không có ái gì nó bị nét. Còn cái phần nhộng mà nguyên con thì không sao. Ừ. Cái con đen này ăn cũng ngon lắm nè. Nó cứng cứng. Nó thơm. Này chỉ bị nước sôi cái là mình bỏ đậu gạo vô. Bỏ đậu xanh vô. Đây đậu gạo nở cái mình đổ nó vô là ăn được rồi. Món này cũng nhanh nhưng mà giai đoạn chế biến ông này nó hơi lâu tí thôi. Bắt đầu nó phù lên ha. Họ nó căng, ông để họ xào nó căng lên là đã lắm kìa. Ừ. Ôi sao lên đã. Căng cái da nè. Phù lên đồng do à. Căng lên rồi đó. Lo tàn. Mới nói thì ai cho nhiều bị mặn. Mà chả hơi bị nhiều luôn á. Nhiều rồi nè. Rồi, đây cho nó sôi bụng lên cái. Sôi bụng lên cái mình bỏ nó vô. Được không? Ừ, cả lớp hả? Cả lớp thôi. Rồi, vô luôn. Nào lấy u nụ. Kem lọc không đậu rồi các em. Ừ. Lấy mấy cái giá này múc cho cháy cho nó hết chất luôn.
nhiều phải không? Đó, đó. Cháo ong bắt đầu xanh ha. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi luôn hả? Rồi lên này luôn. Mỗi miếng hành vô luôn. Sao bụng lên là mình thanh thức được này. Trời ơi, chiều giờ có nhiêu đây đó. Hấp dẫn không? Quá là hấp dẫn. Có hạt nó khác liền mọi người. Đã được ha. Rồi chuẩn bị ăn được rồi, nó sôi được cái nữa là ăn được. Sôi lên, cho nó sôi lên cái này. Anh mới mình đổi bếp á. Ủa tắt lửa gì ha? Được có. Tắt lửa chứ, mới mặt hơi mà. Mới đem ra ngoài. Nhìn lại miếng nữa nè. Đâu mặn đâu. Tôi tưởng là nói cho em hơi nhiều hạt nêm nó như vậy. Wow. Sôi nha, sôi nha. Nó bốc khói luôn nha mọi người. Múc cho Phú ăn nha. Yeah. Ăn miếng chú. Chú ăn mới ăn đó. Mới ăn cơm, không ăn cháo nổi. Ăn không? Ừ. Đây, cảm ơn. Con tự xử đi, anh đợi ông múc. Cho thêm miếng tiêu vô. Tôi không có tiêu, tôi không bỏ tiêu luôn. Ừ. Rồi, xin mời cả nhà mình thưởng thức cháo ong giò giẻ nha. Cháo khuya. Múc con ong nè. Đã chưa? Ok, ăn con đen không? Ừ. Ăn. Trời. Sao vậy? Bên đây, đây hầu hết. Đây thêm một con nữa nè. Nhường. Nhường gì ngon lắm á. Có một không hai á. Ngon quá. Nồi cháo luôn. Ông thử cái đen. Ừ, phải là chứ bằng siêu phẩm luôn. Đen nó không dám ăn con ông. Em ăn. Nè, ăn cháo không? Đúng, bên đây có đúng cháo nè. Nè. Cháo này ngon nè. Nè, nè, hút hút nhìn nè. Hút hút cho mang luôn rồi. Thôi, cái này sẽ tiêu không được. Để quậy ra. Thôi, không quậy không có được cái đó. Để không. Ngon quá. Đúng ngon ha. Siêu phẩm luôn. Quá đã. Năm ăn được lần thôi. Có bạn không bắt bát nữa, chỉ bằng cây trên cục điện bạn bắt. Hai cây luôn. Hai cái cục điện liên tiếp luôn. Ở đây cũng có, đây cũng có. Nó tách đầy á. Mày cái đó cục điện cao thế không không bắt được. Nguy hiểm lắm. Cô ơi đừng có quay nữa cô ơi. Quay xong lấy tiêu đổ vô chén của cha. Tập cho cha ăn cay. Đúng không? Nó khoái rồi đó. Có chưa? Múc luôn miếng cháo rồi ăn thử coi. Thương cháo không? Cháo hả? Cháo ngon lắm á. Cháo hả? Có rồi đó. Chua không? Chua không? Dạ. Chút nữa. Ngon ghê luôn. Đây dạ. Đây dạ. Trời ơi, nó siêu phẩm mà ăn nóng hấp hấp ngon. Ăn trúng ngon biết nó đã gì đâu. Đã. Ăn cũng giống như ăn sùng chứ có gì đâu. Ơi đây, khác nhau hoàn toàn. Thì hay là giống đuông. Đuông nhỏ. Béo. Đổ chén của cha kìa. Còn đây nè. Không, bỏ vô chén kìa. Có rồi, bỏ đây nè. Bỏ gì nè. Đút xuống, đút vô. Đi tiếp đi. Ăn xem mà cháo này nó quay hết như kêu luôn á. Ủa sao bà Út nữa. Hồi làm cái có xe tiêu này nha. Đúng là hơi gì quá. Có chưa? Ủa mày ăn đây con. Ăn đại đừng mắc cỡ mà. Ngại chứ, ngại chứ. Ngại thấy ông chả lúc. Ngồi gấp vừa á. Không sợ đánh, không sợ bị đánh. Mới giác cục điện ha, mới bắt giác bắt cục điện ha.
Thôi mọi người coi mặt mày ha, ăn đổ mồ hôi dễ nhảy luôn, quá đã luôn. Một nồi mà ăn còn có miếng mọi người, còn nổi nhất luôn nè. Tôi ăn có 4,5 rồi. Mà phải xin lấy tôi mũ đựng về sáng mưa tôi ăn sáng nữa nha. Ừ. Quá. Chung là nay bắt thành công, không có bị ông dí. Nay đã chuyên nghiệp rồi. Rồi nãy giờ hai anh em cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Rồi chào tạm biệt. Cúi chào ra. Cúi chào, chào tạm biệt con. Chào tạm biệt đi. Chào cả nhà. Chào kia.